Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề Kiến tạo tương lai. Tại buổi lễ, 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm có chất lượng và uy tín được ghi nhận và vinh danh. Đây là những sản phẩm đáp ứng hệ thống các tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam và là những sản phẩm tiêu biểu đại diện cho thương hiệu Việt Nam. Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, qua gần 20 năm hình thành và phát triển, chương trình thương hiệu quốc gia đã trở thành bệ phóng vững mạnh, giúp các doanh nghiệp vươn ra thế giới, kiến tạo sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, xứng đáng là những doanh nghiệp đi đầu trong tương lai, tạo những giá trị, sức mạnh mới cho đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Việc xây dựng thương hiệu quốc gia là một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược, có phạm vi rộng, nhiều việc phải làm với tác động, ảnh hưởng lớn, đòi hỏi sự vào cuộc và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là nguồn lực của từng doanh nghiệp nhưng cũng là của quốc gia, nên việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đối với doanh nghiệp và đất nước. Thủ tướng đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam bằng bản lĩnh, trí tuệ, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với đất nước, cùng đội ngũ người lao động đoàn kết, gắn bó, vẫn luôn vững vàng, nỗ lực vượt khó, duy trì thúc đẩy sản xuất, giữ vững thị trường nội địa và xuất khẩu, góp phần quan trọng cho những thành quả chung của đất nước. Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong thời gian tới cần tập trung khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu thông qua các biện pháp nâng cao giá trị thương hiệu, kết hợp xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia Việt Nam, tạo ra giá trị cho xã hội.